Nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp đều được Bát Nhã Bà La Mật Đa bảo hộ, đưa đến viên mãn. Như vậy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, ở trong một tâm niệm đầy đủ 6 pháp Bà La Mật Đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, làm việc gì đều được sự bảo hộ của Bát Nhã Bà La Mật Đa, ở trong một tâm niệm đầy đủ 6 pháp Bà La Mật Đa, nói rộng cho đến 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, tu hành 6 pháp Bà La Mật Đa cho đến đạt được 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp đều được Bát Nhã Bà La Mật Đa bảo hộ nên xa lìa hai tưởng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, tùy hành 6 pháp Bà La Mật Đa nên đạt được 32 tướng của đại sĩ, 80 vẻ đẹp nhưng không có hai tưởng? Phật dạy: Này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, vì muốn viên mãn bố thí Bà La Mật Đa nên trong pháp bố thí Bà La Mật Đa đầy đủ tất cả Bà La Mật Đa, nói rộng cho đến 80 vẻ đẹp mà hành bố thí, do nhân duyên này nên không có hai tưởng. Như vậy, cho đến vì muốn viên mãn 80 vẻ đẹp nên trong 80 vẻ đẹp đầy đủ tất cả Bà La Mật Đa, nói rộng cho đến 80 vẻ đẹp mà đạt được 80 vẻ đẹp, do nhân duyên này nên không có hai tưởng. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát vì hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, nên khi hành bố thí Bà La Mật Đa, trụ vào tâm vô lậu mà hành bố thí Bà La Mật Đa, nói rộng cho đến khi đạt được 80 vẻ đẹp trụ vào tâm vô lậu mà đạt được 80 vẻ đẹp. Vì vậy, cho nên tùy hành bố thí Bà La Mật Đa cho đến đạt được 80 vẻ đẹp nhưng không có hai tưởng. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, nên khi hành bố thí Bà La Mật Đa trụ vào tâm vô lậu mà hành bố thí Bà La Mật Đa cho đến khi đạt được 80 vẻ đẹp trụ vào tâm vô lậu mà đạt được 80 vẻ đẹp? Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa với tâm lý tướng nên không thấy các tướng mà hành bố thí Bà La Mật Đa, đó là không thấy ai hành bố thí, thí vật gì, ai nhận thí, đây bố thí, vì đây bố thí, vì sao thực hành bố thí, trụ trong tâm lý tướng vô lậu này, lìa tham ái keo kiệt để hành bố thí Bà La Mật Đa, bấy giờ không thấy bố thí, cũng không thấy tâm vô lậu, cho đến không thấy tất cả Phật Pháp. Đại Bồ Tát như vậy với tâm vô lậu mà hành bố thí Bà La Mật Đa, nói rộng cho đến, nếu đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Bà La Mật Đa sâu xa, với tâm lý tướng không thấy các tướng, đưa đến 80 vẻ đẹp, nghĩa là không thấy ai là người dẫn, ai là được dẫn, do đây mà dẫn. Vì đây mà dẫn, vì sao đưa đến 80 vẻ đẹp, trụ trong tâm lý tướng vô lậu này không nhiễm, không đắm trước, mà đạt đến 80 vẻ đẹp. Bấy giờ không thấy đưa đến 80 vẻ đẹp, cũng lại không thấy tâm vô lậu này, cho đến không thấy tất cả Phật Pháp. Đại Bồ Tát như vậy với tâm vô lậu mà đạt đến 80 vẻ đẹp. Hết quyển thứ 528.